đứng ở bên trong nhà quay ra. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát một đôi si giang đổ. Bên giữa là một cây đa tạo thành một bộ tam đa. Ôi rồi thế nào đấy? Ôi rồi các công vị đúng là. Vâng chào anh nhá. Các công vị chẳng theo được tôi bởi vì tôi làm việc dài quá. Với những cây si dáng đổ của tôi như thế này, thác đổ như thế này, nếu mà có phông hoặc là đi triển lãm thì thật là bộ tam đa rất đẹp. Lại có một cây đa thác đổ không có gốc quả. Không biết có nhìn được không? Không chắc là nhìn được. Như vậy là tôi đã quay xong khu vườn của anh Long. Một vườn bonsai. Đúng là vườn bonsai tuyệt đẹp. Cây nào cũng đẹp. Những tác phẩm rất là trau chuốt. Nếu vườn những cây này, bất kể cây nào mà khi được cắt tỉa cẩn thận thì nó là những tác phẩm rất là huyền ảo. Tác phẩm nào cũng rẻ, cũng đẹp và rất có nề nếp. Đúng là một người chơi ẩn thật. Một người chơi đẳng cấp với bonsai khu vực. Đến những vườn khác thì rất nhiều cây to. À và anh cũng có những cây to ở nơi khác, nhưng ở trên này thì những bonsai. Có lẽ là tôi nghĩ vườn này cũng ít trao được vì những cây đã kê rất cũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta lại tiếp tục quan sát vườn của anh Long. Trong vườn có rất nhiều tác phẩm đã được đi triển lãm. Những tấm biển này đã mờ từ bao giờ. Một cây dưới hai thân. Cũng đã được trau chuốt. Đã tạo thành sự gắn kết. Cũng cành rơi. Gốc quay thấp. Bên phía bên này có cành rơi. Làm rất chuẩn chỉ. Bên nào cũng vậy. Đều theo dáng chuẩn chỉ nề nếp. Cành rơi, cành bay đều có cả. Nhưng tầm xa cây dưới này thì thoải mái đứng tầm xa và thu được toàn bộ. Và ngay dưới một tác phẩm nguyệt quế nghệ thuật. Một cây văn nhân. Tác phẩm văn nhân rất đẹp. Bên trong một tác phẩm tùng là hán. Và những cây đương là rất nhiều ở phía dưới. Bên cạnh hai cây văn nhân, ba cây bên trong cũng thế. Rất nhiều cây văn nhân được kê gần nhau. Cũng là nghệ nhân rất xứng đáng tầm cỡ quốc gia. Nhưng có lẽ là tiếng của anh chưa được nổi lắm. Nhưng thực sự đến vườn mới biết là thực sự là con người chơi. Đấy, bên trong những cây văn nhân để chơi gần nhau. Những tác phẩm nhỏ, cây xinh xít
Bây giờ tôi lại đi chi tiết. Nhưng ở vế bên này thì khả năng để quay là rất khó. Tác phẩm tùng đẹp như thế này, dạng bonsai, cao 65 phân, những cảnh rất chuẩn chỉ, cảnh rơi, cảnh bay, rất hài hòa, cây nào cũng vậy. Đấy, cả tác phẩm A như thế này cũng thế, cũng đều được làm rất chuẩn chỉ. Bây giờ tôi sẽ vào giấy trong nhà ra là giấy thứ hai và tiến tới những tác phẩm đẹp. Lại những tác phẩm hai thân. Đây chắc là một gốc rồi. À, không biết có phải là cùng một gốc không hay lại hai gốc. Lại một cây hai thân. Đúng là một cây giang trực, một cây yểu điệu, có lẽ lại cũng muốn mô tả một sự gắn kết nào đó, tùy các bạn. Nhưng đúng là một tác phẩm đẹp. Điều đầu tiên nó là một tác phẩm đẹp, rất đẹp, chứ không nói là đẹp không. Thân trực che chở cho thân bên mềm dẻo như là một thiếu nữ yểu điệu. Bộ bẹ của nó rất đạt tiêu chuẩn. Thân rất dẻo. Ui giời, cây xong cần quá tuyệt vời. Vâng. Thôi là phải dừng lại thì nó đẹp tôi mới quay lâu thôi này. Còn không thì tôi không quay lâu đâu. Cây xong thân rất đẹp. Thân bên đã thể hiện 5 tháng những vết sẹo, vệt sẹo đã gần bím. Tuy là tăng trực nhưng cảnh rất dẻo, rất hài hòa, đúng là tác phẩm song thân tuyệt vời, không thể thu hết nó với góc độ đứng. Lại phải lùi ra để thu toàn bộ, vì khi quay chúng ta có thể ngắm được toàn bộ nó và lại ngắm được chi tiết, thì ở đây góc lùi rất khó. Tôi cố diễn tả để các bạn có thể ngắm nhìn cây song thân này. Nếu nhìn vườn bonsai này thì quả là một vườn đẳng cấp. Có một điều là do diện tích nó được kê rất chặt, chặt đến nỗi là không thể chui vào. Ví dụ như hàng trong là chỉ có thể ngắm được một vế, và hàng này cũng vậy. Lại những tác phẩm lộc vườn nghệ thuật. Các anh em thì đương ngồi nói chuyện trong nhà, cứ nói ra cổ vũ nhưng chẳng ai theo được, bởi vì cái lóng ngoài các anh đã chạy hết vào trong nhà rồi. Gọi là ra thao diễn được một vài phút do cái oi ả của nắng sau cơn bão số 4. Và bên cạnh một tác phẩm tùng chắc là hiếm thấy, đúng là văn nhân hiếm thấy, rất dẻo, rất yểu điệu. Đáng nghe văn nhân là thẳng, nhưng ở đây là dáng đứng này không biết có được gọi không,
là văn nhân không, nhưng mà lại dáng thì rất giống. Tất nhiên là thân nó ngã phải thẳng, nhưng ở đây là thân như thế này lên đổ xuống thành một cành hoành, ngọn đổ xuống thành một cành hoành, thì không biết là mô tả cái này được gọi là cây gì, nhưng mà rất ít thấy, chỉ thấy là rất ít thấy. Bên cạnh chắc là có một trường học, tiếng trống trường đã đổ. Tôi thử xem lúc này là mấy giờ. À, 10 giờ. Từ sáng đến giờ tôi vì miên man quay, nhưng chưa ăn thua gì. Theo anh nói là vẫn còn những vườn nữa, nhưng vì cây ở đây đẹp cho nên tôi đã quay rất kỹ. Đây, một dáng văn nhân, một dáng nghệ thuật của một cây hoa. Độ hạ của cây. Tiếp theo chúng ta lại xem một tác phẩm nghệ thuật nữa, rất nhẫn nhụi. Rất gọn ghe. Đông là những tác phẩm nghệ thuật. Cũng là du là duối. Nhưng ở đây cây này rất là gọn ghe. Không thu được nó, bởi vì nó hẹp như thế này. Tôi đã không thu được cái dáng đẹp của nó, bởi vì dáng đẹp của nó phải là dáng bên này. Bây giờ tôi ngồi xuống để thu tác phẩm này. Rất dẻo phải không các bạn? Có lẽ tôi sẽ ghi một vài tác phẩm nữa ở trong vườn, trong một vườn cảnh đẹp như thế này. Bên trong là tác phẩm hoa giấy nghệ thuật, không có vào được không? Không vào được. Không vào được. Vì đây vướng một cái tấm biển gì đó, không biết là che đậy cái gì. Nhưng bên trong cũng có một tác phẩm hoa giấy. Và một số tác phẩm rất chuẩn chỉ, chưa cắt giật, nhưng dù sao cũng thấy được rằng cành rơi và cành bay như thế này. Tôi sẽ vòng lại ở bên trong để quay ra cửa kia để quay ra.